Xin chào các bạn. Hôm nay xin lại mời các bạn trở lại vườn ươm dưa của nhà ông Đằng ở xã Gia Cát để tìm hiểu về cách ghép dưa giống. Đây là những cây dưa con thành phẩm đã qua cấy ghép và chăm bón để bán cho khách mua về trồng. Còn công việc cấy ghép của ông Đằng thì ở một lô khác. Lát nữa chúng ta sẽ sang xem. Cái này về trồng bao nhiêu lâu thì nó có quả nhỉ? Một tháng á? 70 ngày. 70 ngày, 2 tháng. 70 ngày là thu hoạch rồi. 70 ngày là thu hoạch rồi. 70 ngày là thu hoạch. Nếu 70 ngày thì được giá thì lúc đấy là là hái được giá. Được đấy. Vâng. Nhưng mà cũng được thì không biết thế nào đâu, giá cả. Đây mấy thanh niên này đến mua sớm nhỉ? Vâng. Đi. Đây, bạn xem cây dưa đẹp chưa? Rất mập, gốc rất mập nhé. Cây dưa này từ lúc gieo hạt đến bây giờ là 25 ngày rồi, gần một tháng rồi các bạn ạ. Bây giờ họ mua về họ chỉ trồng thôi, trồng và chăm sóc thì khoảng 2 tháng nữa sẽ có quả thu hoạch. 70 ngày, các chú bảo 70 ngày. Đây, những cái bầu này là để ươm hạt này. Bầu bên này để ươm hạt. Lát nữa xin sẽ đưa các bạn đi xem các anh ấy ghép như thế nào nhé. Bà tưới nhiều thế bà? Tưới nhiều nó mới tưới nước, lâu lắm không tưới. Lâu lắm không tưới nhưng mà trời này ẩm không cần đâu nhỉ? Tưới nhiều mà nó bệnh. Tưới nhiều nó bệnh phải không? Phải. Cái này chăm sóc cẩn thận lắm đấy nhỉ? Cẩn thận lắm, hơn con mọn đi bác sĩ. Hơn con mọn đi. Vâng. Phải có kỹ thuật lắm mới trồng được cái nhỉ. Đây bên này là một một vườn đang ươm này. Bên trong này nữa. Ô, bên này có ai đây? Đang ghép. Bên này ghép á? À, bà đang ghép đây này. Bà là em của ông Đằng nhỉ? Nhìn giống lắm. Em cô nhìn giống lắm nhỉ? Cái bên này là có hạt chưa bà? Cái kia là chưa xuống hạt. Chưa xuống hạt đâu à? Mới có đất thôi. Mới xuống hạt là xuống bầu. À. Móng bầu. Vâng. Đang ghép vào đây. Ghép mình có phải cắt cái cành nhỏ đi không? Cắt cái ngọn bầu này đi xong là mình cắt cái dưa xuống. Ghép cái dưa xuống cả rễ luôn à? Không. Cắt hẳn chỉ lấy cái mầm của nó thôi. À. Cắt chỉ lấy cái mầm của nó thôi. Vâng. Công nhỉ, làm kỳ công tìm mần nhỉ. Cái này làm nhanh cũng không được, vội quá thì cần phải từ từ mới được. Vâng. À, đợi cây bầu có hai lá là vừa đấy nhỉ. Vâng, lá này to quá nó lại già đi. Ngày ghép thế này mỗi ngày được cả 2.000 cây không ạ? Không, không được 2.000 cây đâu. Mỗi ngày được mấy trăm cây? Ngày này khoảng được 1.000 cây này thôi. À, 1.000 cây cũng nhiều đấy nhỉ? Nhiều đấy. Cái đang tỉ mẩn ngoài mỏi lưng lắm nhỉ? Mỏi lưng lắm. Cái cây này phải ngâm vào nước như này à? À, cái này vừa để rửa cho nó sạch đất thôi. À, rửa sạch đất phải không? Sạch đất xong là mình lấy lên thôi. À, còn ăn thì thế này cũng có tỉ mỉ đấy. Tỉ mỉ lắm, tỉ mẩn lắm. Cái này làm kỳ công lắm. Ừ. Kỳ công. Làm vội cũng không được. Đây là cây bầu mình ươm vào đây cho nó mọc này. Đây là cây bầu. Cây bầu này. Vâng. Sao cái này lại mọc lá? Cái này chưa cắt. Chứ cắt phải bẻ ngọn đi thế này. À, phải bẻ ngọn đi mới được phải không? Cắt cái bầu này đi. Cái này là phải bẻ ngọn đi thế này. À, bẻ ngọn đi à, còn bẻ ngọn đi nữa. Bẻ ngọn đi xong là mới ghép xuống. Thế xong rồi cái này là hạt dưa mình ươm này. Ươm lên. Ươm lên bằng này, mình rửa sạch đất đi sau đó là mình cắt đi. À, bây giờ cắt mình bắt đầu rạch một khe vào trong dưới cái cây chọc xuống. Bầu này mình chọc xuống. À. Thế là cây dưa nó sẽ mọc trên cành gốc bầu. Gốc bầu thì khỏe hơn nhỉ? Bầu khỏe hơn mà. Gốc bầu khỏe hơn, cái tỷ lệ sống trồng mình trồng xuống nó sống nhiều hơn này. Cái đất cũ là bây giờ là phải trồng cái bầu này. Vâng. Cái cây dưa nó đất cũ là nó hay bị chết. Vâng. Phải cắt cái chỉ lấy cái ngọn dưa này thôi. À. Làm cầu kỳ nhỉ? Cầu kỳ đấy. Cầu kỳ quá. Đầu cắm vào. Cắm còn có cái gì tới xuống để phải chọc lỗ đây. Chọc lỗ xuống như này. Chọc lỗ xuống cây bầu.
xong là mới cắt cái dưa. Vào đính giữa ngọn của cây ấy. Đây. Đâu, cái lá này là lá bầu này. Lá bầu. Đây là cái dưa ghép vào rồi. Cái lá này là lá bầu. Nhưng ghép ngọn dưa vào đây này. Rồi, các bạn xem này. Đã ghép vào đây. Đấy, ngọn dưa đấy. Còn những cái này là những cái cành bầu chưa bẻ đi nhỉ? Bẻ đi. Phải bẻ cái này đi đúng không? Vâng, phải bẻ cái kia đi. Bẻ xong cho ngọn bầu vào, à ngọn dưa vào. Vâng. Tỉ mẩn quá, làm lâu thật đấy. Làm lâu lắm cái này. Ở sao mấy ở đây có mấy cây này bé tí thế nhỉ? Mấy cây kia là vừa mới trồng. Vừa mới trồng á? Mới trồng nhà nhỏ tí cũng ghép vào. Nó vâng. Chưa có ngọn cũng ghép vào được mà. Vâng. À, trong này cũng đang ghép này, ông đang ghép. Ờ, đang ghép này. Cây bên này nhỏ nhỉ? Ghép này bao nhiêu lâu thì bán được không? Nếu mà trời ấm lên được khoảng à, một tuần à? Một tuần đúng. Một tuần nó lại to như bên kia luôn á? Ờ. Một tuần là như bằng. À. Phải thấy nắng mới được. Đó cái thời tiết. Vâng. Trời lạnh thì không được phải không? Trời lạnh không được, trời lạnh phải trên 10 mới lạnh. Ừ. Bên này là ghép, chưa ghép đâu nhỉ? Cái này chưa, cái này bắt đầu. Vâng. Mấy năm rồi là 1.500 cây rồi nhỉ? Được một tầng rồi. Ok, mình lấy nhiều được khoảng từ 2.000 cây này. Từ 2.000 cây á? Anh? Vâng. Ôi, mọi người khênh dập dìu quá. Này, nó không có bớt. Chị này mua ít nhỉ? 100 cây thì trồng được mấy lắm? Chị này khắc làm nhưng mà không đủ. Không đủ là phải sang đây lấy. À, mình ở nhà mình khắc ghép rồi gì? Ờ, khắc ghép. Không đủ lại xuống đây mua à? Ừ. Thì áo mà nói có được. Thế là toàn thở đấy, toàn thở hết. Toàn thở hết. Chuyện này sẽ đéo, không làm. Mình trồng mấy sao chị ơi? À, 2-3 sao. 2-3 sao. 2-3 sao là thoải mái, bán lấy tiền được gì nữa. Được không? Ba sao ba tấn. Ba sao ba tấn à? Tuyệt vời nhỉ. Nhà mình ở Tân Đông có phải trên bản lim này không? Ba sao được Tân Liên thôi. À chị Tân Liên à? Ba sao mới được ba tấn là cái gì? Ba sao được ba tấn chứ được á. Ba sao được mỗi sao được một tấn chứ được á. Mỗi sao bao nhiêu cây? Nhân giá nó giá. Đây là cái thuốc gì đấy bà? Thuốc đó gói giống dưa. Gói giống dưa? Về gieo à? Ừ. 100 cây á bà? Ừ, không 50 cây hơn chứ đi. Bác khúc đấy bán gì mà xem là cái 50 cây là bao tiền bà? 50 cây là 120.000, 25.000. 125.000. Ừ. Lấy 120.000 đúng rồi, xong là còn một gói dưa 160. Thế là một cây 2.000 mấy nhỉ? 2.500. 2.500 một cây? Ừ. 2.500 một cây nhưng mà vào cũng là kể cả bác phần nghỉ, này nọ kia nó bao nhiêu. Bác nghỉ đến bác cây 5.000. Vâng. Bác vào cây 5.000 nữa. Bác bác linh hả? Bác có hả? Nhưng mà sau này thì chả biết là bán thế nào. Còn cây số là thế nào. Vâng. Sau này bán được mỗi cây mấy trăm nghìn đấy chứ? Chả biết đâu. À, chị đã mua giống về nhà. Cắm điện thế bà? Cắm để nó nhiệt độ lên, nó nảy bọt. Cắm điện để nó tăng nhiệt độ lên á? Ừ. Đâu những cái nào mình ươm rồi? Đây những cái ô này à? Ờ, những cái này có hạt dưa chìm ở dưới. À, mình cho hạt dưa vào rồi gì? Xong cắm điện vào tăng nhiệt độ lên. Ờ, năm nay đang gieo đang lúc. Xong rồi cây dưa lớn thì mình mang ra bầu này trồng à? Ờ, cây dưa lớn thì nhổ. À, mình cứ để chỗ này mình lớn mình mới ghép thôi gì? Ờ, tí nữa bảo bác, tí nữa những hộp bên kia là lớn rồi.
Vâng. Thành ghép, đặt tiêu chuẩn ghép. Vâng. À, phải để bóng điện như này. Ừ. Cho đậy hộp sốt, đậy nắp vô này tăng nhiệt độ lên. Là còn đậy nữa. Đậy nữa, không đậy nó không. Thấy chưa? Thấy chưa? Quả nhiệt đi nó không nóng được. À. Đây, cắm điện cho nó sáng ra đây. Để nó tăng nhiệt độ lên. Ừ. Tìm nắp sốt để đậy. Lấy nắp về đậy vào. Hay nhỉ. À. Mỗi hộp xốp một đóng điện sáng trưng. Thấy chưa? Thấy chưa? Phủ đi ngay. Phủ đi ngay. Đậy đậy vào. Từ đầu đậy nắp vào cho nó đỡ tỏa nhiệt đi. Đậy đậy vào rồi, kín mít rồi. Thế à? Ôi giời, con giun này to quá các bạn ơi. Con giun to quá. Đây bên kia là những cái vừa mới ươm này, cho hạt vào. Rồi cho bóng điện vào, sau đó đậy vào để nó tăng nhiệt độ thì nó mọc. Còn những cái bên này là mọc rồi. Cái bên này là bắt đầu ghép được rồi. Cây dưa mới nhú nhú lên này nhỉ. Đây, mình nhú nhú lên đây này. Nhú lên này. Rồi bắt đầu nhổ từng cây ra. Rửa sạch đất đi. Cái này mọc đều này. Cầu kỳ lắm, kỳ công lắm. Ông ơi, phải ăn sen vơ. Cái này mình nhổ ra để mình đi rửa à? Vâng. Rửa không ghép, bà hết bên kia hết rồi phải không? Nhổ sạch xong rửa, đang sang ghép rồi. Ừ. Làm thạo lắm rồi vậy. Nên làm quen tay làm được đây. Người ghép được, người ghép không. Trời nắng nó lên nhanh quá. Mọc nhanh lắm phải không? Đúng rồi. Hai ba ngày nó mọc dài như này. Làm cũng kịp rồi. Hai ba ngày nó mọc dài như này rồi. Vâng ạ. Vâng, ngồi như ngồi chơi ấy. Phải nó hơi hỏi lắm. Cái này bây giờ trên này ít nhà làm nhỉ? Làm nhỉ? Sao người ta không làm nữa? Khổ lắm, người ta không làm. Không phải ai cũng làm được đâu. Làm cái này tỉ mẩn lắm nhỉ? Nó không phải ai cũng làm được đâu. Khổ lắm, người ta không làm đâu. Với lại phải có khách nữa thì mới làm được. Bây giờ mình khách quen nhiều lắm này nhỉ? Nhiều chứ. Phần quan cấp. Có khi mình là ghép dưa hàng đầu ở Gia Cát ở đây nhỉ? Gia Cát chỉ có mình ghép nhiều nhất. Chỉ có nhà mình ghép nhiều nhất à? Chỉ có cho mình bán thôi. Chỉ còn các nhà kia là người ta ghép để trồng nó vào. Người ta tự làm một tí nữa. Chỉ là mình mà làm nhiều. Thế này biết cây nào chưa ghép, cây nào ghép rồi? Biết chứ. Cắm cái ngọn vào nó khác nhau mà. À. Cắm cái cây dưa vào nó khác nhau. À, cây dưa nó bé hơn phải không? Cây dưa đấy. Còn đây là những cái lá bầu đấy. Vâng. Đấy. Còn những cây dưa là đây mình ghép đây là biết mà. Vâng. Ừ. Để phải cắt đi từng tí một này. Ừ, nó phải gọt từng tí một. Nó mới được. Gọt nhỏ nhọn à? Ừ, gọt nhọn, nó đủ 3 khứa của nó để nó tiếp nhựa. 3 khứa à? Ừ, gọt thành 3 góc ấy. 3 góc. Ừ. Cho vào kia. Ờ đấy, xong rồi mới cho vào đây đấy. Nó thò ra bên dưới tí có sao không? Nó phải thế này nó mới sống. À đấy ạ. Chứ còn cắm xuống không ra tí nào cây dưa không thành đâu. À, nó phải thò ra một cành, cành tí à? Đấy, nó phải cắm kiểu đấy thì nó mới thành. Ờ đấy, nó có đặc biệt như thế. Quỳnh lấy ông Hà Thiếp Co mưa chay. Hà Thiếp Co mưa chay. Nó làm có thành. Ông chết thêm. Bây giờ cái thời tiết mưa đến thì biết xử lý khó.
cái ngọn non là bẻ dễ lắm nhỉ? Ừ, ngọn non là dễ lắm. Phải chọc nó sang bên cạnh một tí thôi nhỉ? Ừ, nó à, phải như này, nó phải chọc nó phải thò sang bên cạnh một tí. Đấy, nó phải thế này. À. Đấy, chính xác là nó phải thế này. Nó phải thò sang bên cạnh, cái lá bên cạnh ấy. Đấy, cái mình ghép vào nó thò sang bên cạnh à? Cả cái ghép cũng phải sang. Cái này nhiều người không biết đấy nhỉ? Cái này là cái ưu điểm, cái quan trọng nhất ở chỗ này này. Vâng. Đấy. Ghép nó được rồi, nhưng mà nó cũng còn bảo quản nó ra ruộng trồng lúc bảo quản mới khó nhỉ? Ừ, cái lúc bảo quản trong lán này nó phức tạp hơn. Thế yeah. Bởi vì là nó dày quá. Thế nhưng mà mình để như này cho nó chẳng nóng lắm á? Không, mình nóng đâu. Mình để cái vả nhựa này. Nó ở trong này thì mình sẽ mở hai đầu kia. Yeah. Nếu mà nó nóng quá mình phủ lưới lên sang nó lại mát rượi. À. Xong trên kia rồi. Xong rồi đến thằng em thứ hai trong tôi. Thế ông máy cày lấy bao nhiêu? 770 cây. Toàn nó ghép không? Em ghép siêu sao. Cái mấy cái công nông về hết rồi nhỉ? Nhanh thế? Nhanh thôi mà, nó có lô xếp sẵn nhanh đấy. À. Đây cây này mà. Không kịp lấy số điện thoại cái thằng 14 tuổi lấy vợ kia. Bố nó bảo bắt phải lấy. Vâng. Bố nó có bệnh, nó sợ. Bố nó có bệnh á? Ờ, mẹ nó chứ, mẹ nó bệnh chứ. Với đồng bộ ghép rồi cả. Hôm qua con để bộ con trên ghế với. Đi đâu rồi? Cái dao này là bà dao lam á? Ừ, dao tem này bình thường mà. Dao tem không cho vào đây. Thì đấy, cắt thế này. Vâng. À, nó sắc lắm nhỉ? Sắc chứ, phải sắc mới làm được. Cẩn thận thôi nhỉ, vào tay ấy. Ừ, đấy. Đấy. Nó mới cắt được cái kia. Ừ, nó mới gọt được. Đấy, nó tôi gọt lên này. Thế này có những khách mua dưa là thường ở đâu hả bà? Ở quanh đây thôi nhỉ? Lộc Bình. Lộc Bình à? Lộc Bình cũng có, đây cũng có. À, xung quanh vùng này thôi nhỉ? Cao Lộc, Lộc Bình. Văn Quan. Văn Quan à? Ừ. Nhiều quá chẳng làm kịp ấy nhỉ? Cái này mình không đủ sức làm đâu. Không đủ sức làm ấy nhỉ? Không đủ sức làm. Không đủ nhân lực. Không đủ nhân lực à? Thuê người về làm. Thì sợ nó làm lại không thành. Sợ không làm không thành à? Vâng. Thằng em rể kia không làm nữa à? Chắc là mỏi. Ngồi lâu mỏi. Ngồi cái này mỏi thật đấy. Mỏi phải làm, nó không nặng nhưng phải nó mỏi vâng. Quá. Trong một loạt luôn xong bắt đầu cho vào à? Nó chọc mà ghép nó nhanh. Cắt thành ba đường à? Ba đường. Hai đường có được không? Không. Được nhưng mà nó vẫn sống, nhưng mà nó phải sau này là cây nó to, nó ra đồng nó quật. À. Nó không tiếp nhựa đều ba góc, nó cũng đủ sức. À, đấy. Nó tụt cây dưa ra. Vâng. Nhìn toàn vẫn giống trong ảnh cũ kia vơ. Nhân tiêu biểu xã Gia Cát. Nhìn quả anh cú kia khủng hoảng kiếp lắm nhờ. Kiếp á, gầy nhờ. Ừ. Thôi đây gầy thôi. Ôi, trời nắng mà bắt đầu phải che cái tấm này qua nhờ. Bây giờ nó vẫn đang bình thường thôi. Nó mát hơn, tấm đen này này. Nắng chói hẳn đấy thì mới phải. A Tỏn sắp lấy vợ chưa anh Sinh? Chưa. A Tỏn chưa lấy ai. Này một ngày được mấy trăm cây đấy nhỉ? Được. Lâu lắm nhỉ? Cẩn thận được 1000 cây. Ngồi cẩn thận mà không chơi là được 1000 cây. Mình ghép vào gốc cây bầu này là nó có tác dụng là nó khỏe à? Nó có ưu điểm thứ nhất. Cái bầu nó thay thế được cái đất cũ. Vâng. Có nghĩa là mình trồng dưa nhiều năm rồi, bây giờ trồng cây dưa hạt xuống nó chết. À, đấy. Thì cái gốc bầu này nó có thể là trồng được bao nhiêu năm được, nhưng mà phải dùng gốc bầu. À, đấy. Xong là thứ hai của nó là cái bầu của nó rất khỏe, có thể nó chịu được hạn này, khỏe ấy. Vâng. Chịu được sâu bệnh hơn là cây gốc dưa bình thường. À, đấy ạ. Còn nó kháng bệnh nó cao hơn vì gốc bầu nó rất khỏe. Vâng. Nó đấy. Có sai quả hơn không? Chắc là cũng quả giống nhau thì không sai hơn, bởi vì dưa mình lấy mỗi cây một quả.
Vâng. Nhưng mà ví dụ cây bầu này nếu mà trồng lên với cây bầu nó có 30-40 quả, nhưng mà bây giờ mình cắt đi nữa chỉ nuôi một quả dưa thôi. Vâng. Cho nên nó tập trung được dinh dưỡng. Vâng. Đấy, của nó sẽ năng suất hơn cho đấy. Vâng. Cái gốc bầu nó ưu điểm đấy. Hồi trước đây có một vườn bầu chính là của mình ấy nhỉ? Ừ, để mình lấy giống đấy nhỉ? Của nhà mình. Bầu to tướng ấy. Các bạn thấy là những luống dưa hàng vạn cây này, từng cây một, mỗi cây đều phải lần lượt qua bàn tay gieo cấy, cắt ghép của con người. Sau đó là những ngày chăm bón cẩn thận cho lớn lên để được đem đến tay người trồng. Từ lúc gieo hạt, ghép mầm cho đến lúc vun trồng, chăm bón rồi hái quả là cả một quá trình dài, kỳ công, tỉ mỉ và vất vả của người nông dân. Để từ đó chúng ta có được một miếng dưa hấu chín đỏ, thơm ngon.